Chào các bạn quay lại đến với WeWin. Thế này thì chúng ta sẽ chơi chuyên 9 mà mình sẽ sử dụng một máy bay tiếp theo, đó chính là Comet. Nó có khả năng là né đạn thôi. Comet. Bắt đầu. Giảm kích thước máy bay. Lá chắn phản chiếu. Đạn thời gian. Đánh cao sức mạnh hỏa lực. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Nâng cao tỷ lệ bao kích. Phép trồng. Nâng cao tỷ lệ bao kích một ít thôi. Thì nộ anger.
Warning! Warning! Tên lửa chất độc. Wingman the boy. Nâng cao HP, nâng cao giới hạn. Super laser. Warning! Warning! Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tận dần tới đây. Nếu nào thích video này thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt! Just as planned, everything went smoothly with the operation.